Twitter deh, mau nggak? Nggak, kau tiap sama ya. Ini siapa? Itu deh, no. Đây này, hả? Này quay nhìn nó trung lượng không? Như nào? Đây, cho xem. Anh vào YouTube nếu mà không còn vào được là hết trung lượng. Đây này, này. Không có đủ trung lượng để tiếp tục thao tác khu dòng dọn dẹp vật lại. Không có kiểu hết bộ nhớ đây. Bộ nhớ đây rồi đấy. Bộ nhớ đây. Của anh có 16GB mà. Bộ nhớ đây rồi. Phát trực tiếp thôi. À, phát trực tiếp không được cơ. Phát trực tiếp đây phải có... Không có một tí rạch sóng nào. Em nghe rồi anh ơi. Em có. Đi ơi. Vâng. Đẹp quá. Vâng, để em đi trước em tìm nhá. Đi xuống đây thì mới xuống được. Đi ơi. Đợi anh rồi đi. Đẹp không mọi người ơi, nhìn chất luôn ý. Đẹp lắm mọi người ơi, đây mới đẹp. Đẹp lắm mọi người ạ. Đi xuống đấy mới có đường về. Đi hết đường đấy mới có đường về. Đi hộ cái, đi hộ cái. Thế thì bọn mày tránh ra để tao đi quay ạ. Đi đâu ạ? Đi ở trong kia được á, còn sâu lắm. Đi ơi. Bi ơi! Bi! Hết rồi à? Hả? Có gì đâu, ra đâu. Ra đi! Cứ ra đi, tao bảo bố tao quay tốt. Quá đẹp luôn ạ. Đấy. Có lẽ khác thì con voi đâu mọi người. Anh Đạt. Không được chạm vào. Không nhìn thấy người ta bảo không được chạm. Mình đứng toàn thể chỗ này mình chụp cho mọi người xem. Tôi để chụp ảnh ạ. Rồi, mở chỗ đi ạ. Thế rồi à? Thế rồi. Thế à? Ê, toàn cảnh, chụp à, vất cho mình. Đấy, mọi người nhìn đẹp không? Quá đẹp luôn. Đẹp phết. Ở đây ra đây ông xã đây. Đó là đẹp luôn. Vâng, cứ ra đây thoải mái đi. Đẹp quá mọi người ạ. Đấy. Hình quả ớt siêu to khổng lồ.
Cái này đẹp hơn mọi người này. Phối cả cổ họng này. Đó. Hết cái đen ở đây ạ. Mình phải chụp được tầm mười mấy kiểu ảnh ạ. Trong kia vẫn còn đường tiếp nên người ta chưa làm cầu. Đi ơi! Đi! Chạy đâu? Mà đi à. Rất đẹp. Yên luôn. Vâng. Ấy, con rồng. Còn đoạn nữa đâu mà. Nghĩa như trong này xấu. Còn đoạn ở trong này. Kìa. Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương là có thật. Giống Ngưu Ma Vương phết. Thỏ ngọc ái giả. Thỏ ngọc ấy. Giống thỏ phết. Chụp chụp xa. Anh ra để em chụp cái. Chị Thỏ Ngọc đấy. Tạo hóa có khác. Đấy, Thỏ Ngọc này. Thỏ Ngọc. Chắc hết rồi. Ở trong này không có sóng wifi, không có một tụt sóng nào luôn. Tôi đợi để quay ạ. Không. Tốt đây. Vâng. Đẹp. Hết rồi cô. Mình chỗ này mình quay lốt cảnh này nữa là mình xong này. Mình sẽ úp mấy tấm ảnh đẹp mình chụp được cho các bạn xem nhá. Há ra đây. Quá đẹp luôn. Mày cũng bắt được. Hết rồi à? Ừ. Đi xuống anh nhà. Quay thế được rồi. Và về tao úp lên YouTube mà xem. Rồi, thôi mình kết thúc clip nha. Chào mọi người nha.